Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12 khu vực 2 năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi đăng cai, thu hút 650 vận động viên, huấn luyện viên của 25 dân tộc anh em thuộc 12 tỉnh trong khu vực tham gia. Thiếu đất sản xuất, nhiều người dân vùng tái định cư Gò Nổi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã rời khỏi khu tái định cư quay về làng cũ nếu họ từng được di dời vì thường xuyên xảy ra sạt lở. Tràn lan những tin tuyển dụng lao động, việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội nên người dân cần cảnh giác. Mời quý khán giả theo dõi bản tin trưa ngày 23 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Tối qua tại quảng trường đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra lễ khai mạc hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12 khu vực 2 năm 2021. Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12 khu vực 2 do tỉnh Quảng Ngãi đăng cai, thu hút 650 vận động viên, huấn luyện viên của 25 dân tộc anh em thuộc 12 tỉnh trong khu vực, gồm Bình Định, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 7 môn thi đấu gồm bóng đá nam, bóng chuyền nam nữ, việt giã nam nữ, đẩy gậy nam nữ, kéo co nam và nam nữ phối hợp bắn nỏ ná và cà khoeo nam nữ. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh, năm 2021 là năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đều phải dừng hoặc tạm hoãn, trong đó có hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12 khu vực 2. Bước sang năm 2022, trong bối cảnh cả nước thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, phong trào tập luyện thi đấu thể dục thể thao cũng được phát triển rộng rãi trở lại, nâng cao sức khỏe tinh thần cho nhân dân. Qua đó góp phần khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc trên toàn quốc, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Với sự tập luyện và sự chuẩn bị chu đáo của các thành viên trong ban huấn luyện, sự quyết tâm của các vận động viên, tôi tin rằng hội thi sẽ cống hiến cho tất cả người hâm mộ những màn tranh tài thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, qua đó tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Để góp phần cho hội thi thành công, tôi đề nghị các thành viên trong ban tổ chức phải phối hợp chặt chẽ, tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao nhất. Với tinh thần giao lưu học hỏi, tôi cũng mong rằng đội ngũ trọng tài, toàn thể các vận động viên chấp hành nghiêm nội quy chế của ban tổ chức, giữ vững kỷ luật trong thi đấu, thi đua quyết thắng và giành nhiều thành tích cao tại hội thi. Tôi xin tuyên bố khai mạc hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12 khu vực 2. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12 khu vực 2 năm 2021 diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 6. Đây là ngày hội thể thao, là hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Phát triển rộng rãi, phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hội thi còn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã đi kiểm tra thực tế việc chuẩn bị triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Tơ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Phiên đã đi kiểm tra thực tế việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai xây dựng dự án công trình cấp nước sinh hoạt dự kiến triển khai tại thị trấn Ba Tơ và xã Ba Động, kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Đây là hợp phần cấp nước sinh hoạt nằm trong nội dung cải thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất và phát triển tổng hợp thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số do Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB tài trợ. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Phiên yêu cầu các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương cần khảo sát kỹ, lấy ý kiến người dân trước khi triển khai để tạo sự đồng thuận, đảm bảo phát huy hiệu quả. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số do Ngân hàng ADB tài trợ được triển khai tại 4 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi là Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà và Sơn Tây. Dự án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2026 với kinh phí gần 724 tỷ đồng, gồm các dự án thành phần là đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công trình nước sinh hoạt và kè chống sạt lở. Thưa quý vị, thiếu đất sản xuất, không ít người dân vùng tái định cư Gò Nổi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
đã rời khỏi khu tái định cư quay trở về làng cũ, nơi họ từng được di dời vì thường xuyên xảy ra sạt lở. Khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng là nơi tái định cư cho gần 60 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, hầu hết những ngôi nhà đều đang bị bỏ hoang, thậm chí nhiều ngôi nhà hiện biến thành chuồng bò của các hộ dân lân cận. Cái tái định cư là của Gò Nổi, trên Gò Nổi xuống mà cái nhà nước họ cũng làm mặt bằng đàng hoàng, xây mấy cái nhà sang hết rồi. Rồi cuối cùng là sau này họ kêu là không có đất, có đất làm ăn á, nó xa quá. Cho nên họ cũng xuống, cho nên họ mới bỏ hết mấy cái nhà đó. Khu tái định cư Gò Nổi được huyện Trà Bồng đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Sau khi khu tái định cư hoàn thành, đã có gần 100% số hộ dân thuộc vùng sạt lở nguy hiểm chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên hiện nay đã có 24 trên 59 hộ quay lại nơi ở cũ. Theo Ủy ban nhân dân xã Trà Sơn, nguyên nhân chính là do thiếu đất sản xuất. Trước kia là hồi đó là đưa xuống nhà này là toàn bộ xuống nhà này hết. Nó xuống dưới này ở hết, nhưng mà sau khi cái cơn bão số 9 á, cơn bão số 9 là do là cái năm đó nó tấp. Rồi sáng là đường khai thác cao của lâm trường là bồng mở, rồi họ đi chuyển về đến kia. Nói chung là cứ mùa mưa là địa phương là vận động họ về dưới này hết. Đó. Và mùa mưa là bắt đầu họ lại về lại dưới này. Đó. Con em thì học hành ở dưới này. Đó. Rồi bây giờ cái sáng là họ đi, nhưng mà từ đó mà đến cái chỗ sinh hoạt á, tức là cái chỗ đất sản xuất của họ á, là khoảng 5 cây. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các hộ dân, mỗi khi mưa bão, địa phương phải vận động người dân xuống khu tái định cư để tránh trú bão. Với thực trạng như hiện nay, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan cần sớm có giải pháp giúp người dân ổn định cuộc sống, phù hợp với điều kiện sản xuất để họ an tâm, gắn bó lâu dài tại khu tái định cư. Tiếp tục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, sáng nay thí sinh đã làm bài thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 90 phút. Kết thúc bài thi môn tiếng Anh, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm lý thoải mái vì đã hoàn thành kỳ thi. Mong muốn của thí sinh là đủ điểm đậu vào ngôi trường cấp 3 hằng mong ước. Sau 3 buổi thi, mong muốn của em bây giờ là đủ điểm đậu của trường. Tâm lý của cháu bây giờ rất là thoải mái và cháu đã hoàn thành xong cái kỳ thi cuối cùng của cháu. Cháu mong là cháu sẽ đậu nguyện vọng 1 và được vào công trường này học. Sau 1 ngày rưỡi, đến trưa nay thí sinh thi vào lớp 10, các trường trung học phổ thông công lập đã kết thúc kỳ thi. Với 3 môn thi là ngữ văn, toán, tiếng Anh. Thí sinh thi vào trường trung học phổ thông dân tộc nội trú đã kết thúc kỳ thi vào chiều hôm qua, với 2 môn thi ngữ văn và toán. Riêng thí sinh thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết sẽ làm bài thi môn chuyên trong chiều nay. Sáng nay, Trung tâm Giống Gia súc lớn Trung ương tổ chức hội thảo về chăn nuôi bò thịt. 170 hộ chăn nuôi gia súc, người làm công tác thú y và một số chuyên gia thú y tham dự hội thảo. Hội thảo giới thiệu các giống bò lai hiệu quả sau nhiều năm phối giống chăn nuôi cho năng suất chất lượng, lượng thịt đạt tỷ lệ cao, các giống bò dễ sinh sản và phối giống như bò Zebu, bò Úc, bò Mỹ. Những giống bò này đều có năng suất cao, dễ chăn nuôi, chăm sóc, đạt trọng lượng từ 900 đến 1.230 kg khi nuôi đến 30 tháng tuổi. Các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm, cách lựa chọn con giống, đầu tư chuồng trại cũng như phòng trừ bệnh trong quá trình chăn nuôi, chọn giống bò phù hợp theo hướng chuyên thịt hay sinh sản. Thông qua việc trao đổi thực hiện mô hình giúp các hộ dân nắm được quy trình vỗ béo cũng như việc chú trọng chăm sóc đàn bò để mang lại hiệu quả cao nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch 99 về triển khai thực hiện nghị định số 60 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thống nhất và đảm bảo quy định tại nghị định số 60 của Chính phủ, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ, yêu cầu hoàn thành và trách nhiệm của các sở ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện nghị định số 60 của Chính phủ. Nội dung là xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị mình quản lý. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại nghị định số 60 của Chính phủ. Xin kết thúc bản tin trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.